Chào chị. Chị nhận cho ai? Dạ, bé Lon á. Bé Lon đúng không? Nó bị chấn thương cột sống á. À, cái này cái giấy ra viện đầy đủ đúng không? À thì bé Lon. Nó nằm cái bệnh viện luôn. Dạ, à, hồi nãy là có kêu chị đi nhận giùm đúng không? Dạ. Cái này ra viện hồi nào đây? Hồi trước dịch á. Là hiện tại là mình bị là bé bị liệt hai chi dưới lát nằm. À, bây giờ là nằm luôn rồi hả? Không có nhúc nhích gì được, có mẹ làm không. Dạ. Yeah. Thì hôm nay thì Hội Thiện Nguyện Sài Gòn cũng thay mặt bà con và là Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho gia đình của bên mình. Là thứ nhất là 5 kg gạo. Và cái này là 300.000, 300.000 nha. Cái bao thư 300.000, cái bài thuốc. Cái thuốc này thuốc Banamat là nó hạ sốt, giảm đau này kia nọ hả chị ha. Bây giờ chị cứ để cái này lên đó đi rồi chị mở cái bịch 300.000 ra giùm em là có đúng 300.000 không nha. Mở ra cái bao ni lông ra. Dạ đúng 300.000 ha chị ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn chị. Dạ, vậy chị ha. Dạ cảm ơn nhiều nha. Dạ.